Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng sớm thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng xin gác lại chính trị một bên, nói về câu chuyện xã hội ở bên Hàn Quốc. Ở bên Hàn Quốc chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ băng nhạc Lovelies. Ban nhạc này được thành lập từ năm 2014 và tan rã vào năm 2021. Lý do là các thành viên khi mà tái ký lại khế ước mà hát cho ban nhạc, họ không có tái ký. Có một số vấn đề lúng cũng nên ban nhạc bị tan rã. Ban nhạc tan rã thì trong đó có một người nghệ danh là Seo Jisoo. Cô này là một người khá đẹp, hát cũng khá hay, từng được nổi danh là nữ hoàng K-pop. Cô này sinh vào thập niên 1990, năm nay khoảng 30 mấy tuổi. Thế sau khi mà ngưng không có hát cho băng nhạc Lovelies nữa, thì cô Seo Jisoo đi thử điện ảnh. Cô có đóng một vài phim nhưng không có nổi tiếng về điện ảnh. Chỉ được cái hào nhoáng, đó là hào nhoáng của ca sĩ, của băng nhạc Lovelies, đó là hào nhoáng. Cuộc đời ai cũng có một lúc hào nhoáng, vinh dự cao nhất của mình, đó là thời điểm vàng son. Nhưng mà nếu mà mình bị xuống dốc, ta gọi là lên voi xuống chó, thì xuống chó đó, thì phải biết gác lại cái vàng son của mình để mà tiến tới thì mới hạnh phúc. Mới đây, mạng xã hội của Hàn Quốc và truyền thông chính thống của Hàn Quốc ồn ào về câu chuyện của cô nữ ca sĩ Seo Jisoo. Vì sao? Vì họ thấy hình ảnh cô là một nhân công làm việc ở trong một nhà máy âm thầm. Hình ảnh được trình chiếu trên mạng xã hội cho thấy cô mặc khẩu trang, mang khẩu trang nha, áo rồi vậy, không trang điểm, tóc dài chút xíu, trông y như là một người công nhân bình thường, không có gì để mà tự hào cả. Một người đã từng ở trên sân khấu được biết bao nhiêu ngàn người hâm mộ, nay chỉ là một nhân công trong một nhà máy rất bình thường. Đây là hình ảnh ca sĩ Seo Jisoo thời còn vàng son, đẹp, thời còn trẻ đó. Tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Nữ ca sĩ Hàn Quốc xinh đẹp một thời, Seo Jisoo từng hát trong ban nhạc Lovelies từ năm 2014 đến năm 2021. Nhưng bây giờ thì lại là một công nhân bình thường. Đó là hình ảnh khi còn trẻ đẹp. Và bây giờ là hình ảnh mà người ta bắt gặp cô trong một nhà máy là một công nhân. Đây là hình ảnh. Và đây là hình ảnh cô ca sĩ Seo Jisoo được mạng xã hội loan đi khi bắt gặp cô là một công nhân ở tại một nhà máy rất bình thường như thế này đây. Đó là hình ảnh cô công nhân trước đây với nghệ danh là Seo Jisoo, rất bình thường. Thì phóng viên thấy cô, phóng viên ngạc nhiên quá, mới đến gặp cô, mới hỏi tại sao cô lại làm trong nhà máy này, sao cô không có ngưng để kiếm một việc khác tốt hơn. Thì cô trả lời: tôi ở nhà thì tôi không làm gì đó, tôi cảm thấy không có hạnh phúc nên tôi đi làm. Tôi nghĩ rằng việc làm ở nơi đây giúp cho tôi thăng hoa về tư tưởng, về tư duy và làm cho tôi hạnh phúc. Câu trả lời của Seo Jisoo cho thấy rằng
cổ nhân của chúng ta có câu rất là đúng, đó là nhàn cư vi bất thiện, ở không không làm gì hết thì thường sinh ra những tật xấu không có tốt. Và một người trẻ như cô Siêu Chisu có lẽ hiểu được triết lý đó nên cô đi làm. Dầu rằng việc làm đó là một việc làm đối với nhiều người chỉ là một công nhân thấp kém, nhưng cô chấp nhận. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mà cô đang có. Thuyết nhà Phật, con người cảm thấy hạnh phúc khi mà mình lúc nào cũng cảm thấy tự thỏa mãn với những gì mình đang có, không tham lam thêm. Hạnh phúc những gì mà mình đang có, không đổ lỗi cho ai. Nếu có một sự gì bất trắc, bất hạnh trong đời đến với mình thì lúc nào cũng tự vấn lương tâm tại sao lại có những sự bất hạnh đó đến với mình. Có bao giờ là mình làm nên một cái gì đó gây lỗi hay không? Trong trường hợp của cô Siêu Chisu thì cô là một người, người ta cho rằng như vậy là cô am hiểu Phật Pháp. Cô am hiểu Phật Pháp, cô mãn nguyện với những gì cô đang có. Cô không tiếc nuối thời vàng son quá khứ, không tiếc nuối. Dứt khoát với vàng son quá khứ, hạnh phúc với sự những gì mình đang có hiện tại. Cô từng là một ca sĩ ở trên sân khấu nổi tiếng xinh đẹp là nữ hoàng K-pop. Nhưng khi mà băng nhạc Lovely tan rã thì cô thấy rằng cô đi tìm những việc khác, nó không có thuận lợi. Nhất là những tin đồn về vấn đề cuộc sống riêng tư của cô. Họ nói cô có những liên quan tình ái, cưỡng ép người tình của cô lại là một người đồng giới. Có những như vậy cho nên quần chúng của Hàn Quốc quay mặt lại với cô, không xem chương trình của cô, và cô đóng phim cũng không thành công. Nên cô nghĩ rằng cô không có thích hợp với vấn đề công chúng. Bởi vậy cô rút về, cô làm việc của một công nhân. Nhưng cô cũng cho phóng viên báo chí biết ngoài việc làm công nhân, cô bán hàng online, thêm thu nhập ở online. Những hình ảnh mà cô như thế này đây được loan truyền trên mạng xã hội của Hàn Quốc nhanh chóng, hơn 200 triệu người xem liền và còn đăng trên truyền hình của Hàn Quốc, những kênh chính thống đó, thì người dân Hàn Quốc bắt đầu đánh giá lại về cô. Họ cho rằng những gì mà dư luận trước đây chưa chắc hẳn là đúng. Vì với một con người chấp nhận với cuộc sống như thế này thì con người này đáng trân quý hơn là đáng bị ruồng bỏ như một số người đã loan tin trước đây. Họ nói rằng một con người mà biết chấp nhận với quá khứ của mình, không đổ lỗi cho người khác, lúc nào cũng tự vấn và chấp nhận với cuộc sống hiện tại, thì con người đó xứng đáng được tình yêu thương của người dân Hàn Quốc, cho người đó cơ hội, thêm những cơ hội để làm lại cuộc đời xem sao. Đó là trường hợp của cô ca sĩ Siêu Chisu. Tôi thấy rằng điều này rất là chí lý, nên tôi xin chia sẻ đến quý khán giả câu chuyện về nữ ca sĩ Siêu Chisu một thời nổi danh và đã lên voi thì xuống chó với những hình ảnh khác biệt như thế đó. Bài học rút ra từ ca sĩ Siêu Chisu đó là ai cũng có những thời vàng son, lên voi xuống chó. Nhưng có những lúc mà xuống tới tận bùn đen thì mình đừng có than thân trách phận, đừng trách lỗi người này người nọ, mà hãy tự sống hạnh phúc với những gì mình đang có, thì biết đâu được mình gieo nhân tốt, mình sẽ gặp được quả tốt. Như trong trường hợp của Siêu Chisu, người dân Hàn Quốc đang đánh giá lại về cô nữ ca sĩ này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.